Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài mới của Trung Ha nhé, bài Stay Tonight. Thì sau đợt nghỉ dịch này thì sức khỏe mọi người như thế nào rồi? Hiện tại thì mình đã được quay trở lại phòng tập và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người ở trước gương ấy. Nên là mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời gian nghỉ dịch khá là khó khăn. Hôm nay thì mình mong là có gương rồi nên mọi người tập sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn nhé. Bắt đầu nhá. Đầu tiên thì mình sẽ dẫn mọi người đoạn intro nhá. Đây là đầu tiên mọi người ngồi như này, mình hai tay đặt chéo, để ngón tay ra. Mình sẽ đếm nhịp này: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người từ động tác 1 nhé. Khởi đầu thì ngồi thế này, hai tay đan chéo và xòe ngón tay ra nhá. Tiếp theo lên, quắng cơ lên trước, đứng thẳng về dáng. Tiếp theo xoay đầu qua trái và đưa chậm về vị trí cũ, sau đó nhún nhẹ và đẩy vai phải lên về ban đầu. Tiếp theo nhún và đưa hông lên, người thẳng, sau đó mở bàn tay, mở hai cánh tay ra, tay phải lên, mắt nhìn trong tay, đổi và đổi. Thank you.
Và thu chân phải về nhún
về phía tay. Chân đầu tiên chúng ta sẽ dừng ở như thế này, tay phải. Sau đó tay trái đặt chân lên đây, sau đó mình nhún và hất hông trái lên một lần thôi. Hất dứt khoát lên một chút, hất xong. Tiếp theo xoay cho mình tay trái ra sau, đổi lên trước. Giờ mình sẽ hướng dẫn kỹ cho mẹ đi trong mày. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn kỹ xong rồi cái đặt tay này nhá. Các kiểu này hất hông xong đúng không? Sau khi hất hông xong, được chưa? Xoay cổ tay vào ngửa và chạm vào phía vai sau, được chưa? Sau nhấc lên, chạm vai trước như này và thả xuống. Sau đó nâng ngang, được chưa? Chân trái đặt ra sau, tay phải thế chỗ tay trái như thế này. Tiếp theo tay trái nâng lên, tay phải hướng xuống và dừng người dáng như này cho mình. Sau đó lùi chân trái lại về và đẩy lên. Sau đó ngồi vòng tay qua đầu, mở và xuống tay. Tiếp theo đưa chân trái ra sau, nhún xuống, tay trái thì đặt ở dưới, tay phải vòng ra như này. Sau đó xoay này, đổi về như thế này và mở hai tay ở đây. Theo lại chân qua phải xuống và lên. Được. Tiếp theo mở tay trái cao, tay phải đuổi, nhấc chân thẳng về, cúi đầu xuống, sau đó mở lên. Tiếp theo đây, về đây cho mọi người nhìn nhá. Tiếp theo mày mở cái chân phải, hai tay về hông, xoay cả gót sang bên phải luôn nhá. Thử lại này. Ok, đổi gót và chân mở tay ra, dậm chân trái và người đá thẳng lên mình. Thử lại nhé, mở và xoay hai chân qua phải, dừng, đổi khu chân dậm chân trái đấy là đá đứng lại và vuốt dây ngược lên đây. Hình dung nhá, khi người đá chân xong đưa chân xuống như thế này, đúng chưa? Người sẽ đổ ra sau cả cổ luôn này, cung về đó, thì tay như này người sẽ vuốt từ đây đến đây. Thử lại nhá, đá này, vuốt tay đổ người và lên, sau đó đổ tay lên trên đầu thế này, mở hai cánh tay sau và gập mạnh vào đây cho mình, gật cả đầu luôn, gật cả đầu xuống. Thử lại nhá, mở này, gập. Tiếp theo xoay người qua trái, đổ tay phải, đổ tay trái xuống đầu và lên như này. Mình sẽ đứng thẳng cái này cho mình nhá, đưa tay phải tay trái và xuống thân lên, được chưa? Sau khi làm được xong phải này, trái này và xuống hết. Ok, còn một phần nhỏ nữa là người đứng với tay phải lên như thế này là xong. Ok, rồi mình sẽ bàn lại cho mọi người này. Bây giờ mình đổ cho mình chân phải ở dưới, chân trái ở trên và xuống.
chân trái ở trước, thì lúc đấy mọi người đánh cho mình cái vai phải lên nhá. Ok, để lên và để đánh vai trái, được chưa? Sau đó mở rộng hai chân thành như thế này. Thử vào đây, mở rộng hai chân, thử lại nhá, từ đây được chưa? Đúng này, chân trái. Sau đó mở cái mặt ra, rộng như thế này được chưa? Bây giờ này, tay phải vòng ra sau như này. Thế này, thử lại nhá. Vòng này, ra sau cổ, lên, ra, ra, úp. Thử lại một lần nữa chậm này, tay phải nhá. Vòng, đưa ra sau cổ, và lên nhá, như này. Còn tay trái, thì cần đưa ngang không? Thử lại một lần nữa này, đi tay phải trước, đi phải, và theo người sẽ hơi xuống một chút thôi và vòng hai tay đổ qua đây như thế này, tay trái để ra sau, tay phải lần ba nhá. Sau đó vòng ra tiếp theo phải lên trên đổi hai tay, sau đó mở lên trước như thế này, tay của mình mở của xoay ngón tay ra nhá, ở đây đúng không, mở lên trước đó, mở lên tay phải sẽ cao hơn. Thử lại lần nữa này, tay này vòng và dừng đổi sang đây, ngang vai trái trên đổi hướng lên và buông ra. Thử lại lần nữa hơi nhanh một xíu, đi nhá, vòng dừng đổi sang vai và đổi lên buông ra. Bây giờ thì mọi người cố gắng kết hợp với chân như sau. Các bạn người dừng ở đây, đúng chưa? Rồi qua đây, mở ra. Rồi bây giờ khi tay xuống như thế này nhá, thì chân mở hai đầu gối ra. Ok. Khi đổi thì chân quạt về thẳng và mở, đưa cho mình cái đầu gối trước thẳng lên. Và người sẽ hơi đổi về trước như thế này. Thử lại cho cái chân ở đoạn này cho mình nhá. Và đây đoạn này. Ra này. Và lên, thử lại lên này, mở đầu gối, bây giờ cố gắng chủ bằng cái gót nhá, chủ bằng cái gót, mở đầu gối ra, đúng không, đưa đầu gối vào, bây giờ chủ mũi, đưa gót vào thì người thẳng lên và thử lại lên nữa nhá, đầu gối này, vào này, vào này, và để lên, thử lại lên.
lần nữa, người quán về học xoay quạt nha. Đặt tay đổi lên xoay xuống, mắt nhớ tay được chưa? Còn về cái chân này, khi tay từ đây đưa lên đây thì mình chỉ cần đưa mình cái chân trái lên, còn người sẽ hơi đổ sang trái một xíu, người dáng này được chưa? Tiếp theo người hơi nhìn xuống và đưa đổi đầu bàn tay nhá, bàn tay đứng ngoài đúng không? Tiếp theo cái trái về nhìn vào tay đây mình được, mắt nhìn vào bàn tay nhá. Tiếp theo đổi chân trái ra sau như thế này, tay bỏ xuống, ok và lên thẳng. Sau đó nhún để không có phải, tay về bị đánh như này. Sau đó lên đổi qua trái nhưng mà làm các này khá nhanh, đổ luôn. Thử lại nhá. Đây là dừng ở đây, được không? Xuống chân trái, tay lên, đổi hộc. Tiếp theo mở tay xuống, người ngửa và xoay sang đây. Thử lại nhá. Đổi không, mở này, mở người xoay qua đây. Xoay qua đây thì bây giờ mọi người hất cho mình một lần đầu, hất xoay một lần này, một lần đầu. Ta sợ là mình đẩy mình xuống và bước lên và sau thành công nhá. Như này, đổi không, mở này, đổ sang bên trái, xoay một vòng cổ và xuống lên. Thử lại nhá. Đây, phải, trái, mở, xoay một vòng xuống, lên, ok, rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ cách nhà cho mọi người nhá. Đây đâu nhỉ? Được chưa? 5, 6, 7, 8, khi ta 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 cho mình đánh vào người chân nhá. Sau đó này, về cái nhịp như này cho mình.
4 lần, đấy là 4 thì cố gắng
đây, thu từng ngón, xoay lên chân trái lên, đổi trái và trái, phải đổi phải và phải. Ok, khi mọi người làm động tác này thì tương tự với phần điểm khúc nhá, thử lại lần nữa này, đi trái trước này, không đổi